Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình có cây sứ hạt lai này các bạn, hoa ba lớp, hoa cũng to mà đẹp lắm. Thì cây này vừa rồi mình thấy rễ nó xuống tới đáy chậu các bạn, mình đang định thay chậu cho nó, nhưng mà mình di chuyển tới lui các bạn, cái này mình tưới nhiều quá làm như nó bị hôm nay mình không thấy cái rễ đó nó lòi ra nữa, hình như nó bị thúi rồi các bạn ạ. Nó thúi ra ngang lên rồi. Giờ mình không biết nó thúi tới đâu. Thì cây này hôm nọ mình mới xả tàn cho nó rồi. Hôm nay chắc mình phải xử lý bộ rễ đó thôi, tại vì nó thúi bắt buộc phải cắt đi. Thì phải xả tàn nó thôi các bạn. Thì cây này á, là bộ tàn của nó là mình vừa mới mình cũng mới xả nọ nè, tưởng nó còn ngắn lắm. Mà bây giờ mình thay vì cái tược nó còn non như vậy thì mình bứt hết lá nó để mình để ngọn các bạn, nhưng mà mình thấy mình muốn nhân thêm nhánh cho nó các bạn, thì cho nên là mình quyết định là mình xả nó. Tại vì những cái cây mà sang xử lý rễ, sang chậu xử lý rễ cho nó là phải treo phơi, cho nên là mình phải xả tàn. Nếu mà không xả thì nó sẽ hút chất ở cái củ, nó sẽ làm mềm củ các bạn. Giờ tiện vậy mình xả tàn để cho nó nhân nhánh luôn. Thì cây này nó có 5 tường rồi các bạn. Đó, bây giờ mình xả để coi chắc nó nhân lên được bao nhiêu. Thì cái cây sứ mà bộ tàn nó càng dày thì nó càng đẹp nha các bạn nhé. Đó thì cái này đó các bạn thấy có 5 tường rồi. Đây cái bộ đế của nó đây, vừa rồi nó mình vừa còn không thấy cái rễ nó lòi ra, các bạn không thấy rễ đâu. Đó thì mình để dưới đây cái là như vô tình mình quay đó. Nó bị dập cái rễ rồi, nó bị thúi lên rồi. Thì giờ mình buông cái bộ đế nó ra, mình cái chất chồng nó cũng hơi khô khô rồi. Cho nên thôi cả mình quyết định mình xử lý cho nó luôn. Đó, thì bộ rễ của nó cũng ít rồi chứ không được nhiều các bạn. Đó, bây giờ là không thấy cái rễ ăn xuống nữa. Rồi, bây giờ là mình sẽ bơi nó ra coi nó thúi cỡ nào nha các bạn nhé. Đó, cái rễ này nè. Đó, nó bị thúi các bạn, nó thúi lên tới trên rồi. Cái này mình không biết, mình cứ để là nó có thể nó thúi lên tới bên trên luôn, là nó bị xấu cái củ đi các bạn. Nó lên tới trên là mình phải cắt bỏ khúc trên đi thì nó sẽ cái củ nó sẽ bị xấu lắm. Thì mình phát hiện được đó, cho nên là mình buông nó ra rồi mình coi mình cắt cho nó sạch cái chỗ cái vết thương nó đi. Rồi thì mình xử lý đó, như vậy là nó có thể là nó sẽ không bị thúi nữa. Mình cắt nó coi nó thúi tới đâu nha các bạn nhé. Đó. Từ ở dưới đấy mà nó thúi lên tới đó rồi các bạn. Nếu mà mình không có sang trồng vẫn tưới nước vô là nó sẽ thúi lên trên liền. Nó vẫn còn thúi nè. Bây giờ mình cắt cho đến bây giờ mà thấy nó hết cái đen cái thúi thì mình mới thôi nha các bạn nhé. Giờ cắt thế lên cao uổng quá, tại vì nó tới chậu, tới đáy chậu rồi mà giờ mình xử lý nó, mình sang chậu nó thôi. Mà giờ cuối cùng là phải nhổ lên xử lý còn một tí xíu. Cái này giờ có thể là mình coi giờ mình tính ra xem sao. Giờ phải bung của đế nó ra hết các bạn. Bây giờ thay chất chồng cho nó luôn. Thay chất chồng nó, nọ giờ mình trồng cũng lâu rồi. Đó, giờ mình bung hết chất chồng nó ra nè các bạn. Rồi mình đủ hết bỏ chất chồng, thay chất chồng mới cho nó để nó phát triển khỏe luôn các bạn. Mình tiện là mình cũng xả tàn rồi, cho nên là mình tiện là cũng xử lý nó luôn để coi rễ của nó. Chắc là không phải cắt rễ đâu các bạn, chỉ có cắt cái chỗ thối nó thôi được rồi. Thì cây này có thể là mình sẽ trồng lại ngay đó, mình thay chất chồng nó mình sẽ trồng lại ngay. Thì cái cây này cái hình thú nó đẹp lắm các bạn. Cây này lúc trước mình cũng đã sửa rễ nó một lần rồi. Đó cái rễ này nè các bạn, nó mình kéo qua bên này để cho nó đủ chân. Bên này lúc trước nó có một chân thôi. Thì cái rễ từ bên kia là mình kéo mình cột cho nó để cho nó chúi xuống, nó thành bên này hai chân, bên kia hai chân. Đó, thành một con thú các bạn. Thì đây cái vết thương của nó đây. Nó vẫn còn hơi đen đen các bạn, nhưng mà mình vừa cắt lên nữa thì ổn quá. Mình liều mình sẽ cái cách mình xử lý cái rễ này như vậy là các bạn xem mình làm nhé. Đó thì trước tiên mình sẽ trồng xuống để cho cái bộ rễ nó không bị khô nha các bạn. Đó, mình cũng đặt vô, mình cũng
trồng lại cũng đôn củ nó lên, thì mình vô cái chất trồng của nó là cái chất trồng khô. Đó, mình chỉ có lấp mấy cái rễ bên trên thôi, còn cái rễ thúi là mình không có lấp. Đó, các bạn thấy phải vô chất trồng khô nha, để cho nó từ từ nó ấm bộ rễ lên, để lúc mà nó đâm tược nó phát triển rồi á là cái bộ rễ của nó phát triển luôn, nó có tược, nó ra tược tức là bộ rễ nó phát triển luôn các bạn. Đó, cho nên thì mình nhiều lúc mình cứ xử lý, mình nhổ lên mình bung hết rễ mình trồng lại luôn, nhưng mà mình trồng cái chất trồng khô cho đến bao giờ mà nó đâm tược, mình thấy tược nó trồi nó đâm ra rồi thì lúc đó mình mới tưới nha các bạn. Thì cái cây này bây giờ trước tiên là mình đôn cái củ nó lên, thì mình chỉ lấp bên tí bên dưới thôi, mình chưa bè nó lên bây giờ đâu. Còn cái vết thương của nó thì mình vẫn để cắt mặt đất nha các bạn nhé, cắt mặt chất trồng, không có cho nó đụng vô chất trồng. Tại cái vết thương này vết thương mới nè, thì mình để một thời gian khoảng 15-20 ngày sau á, là nó khô rồi thì lúc đó mình mới lấp từ từ cho nó. Mình phải dò dò theo nó từ từ nha các bạn nhé, để mình coi, phải để ý mỗi ngày. Lúc mà mình lấp lên rồi á, thì mình vẫn phải để ý, nếu mà vô tình các bạn nó lại bị thúi lên nữa mà mình không biết thì nó thúi lên tới cái củ trên là nó sẽ bị mất đi một cái chân các bạn ạ. Đó, cho nên nếu mà mình bây giờ mình cứ phải theo dõi nó nha các bạn nhé. Thì trước đây bây giờ mình lấp chất trồng hết rồi nè các bạn thấy không, mình chỉ lấp bên dưới thôi. Đó, để cho nó ấm bộ rễ từ từ rồi mình tỉa bên trên đi, bên trên mình tỉa thoải mái các bạn, tại mình chưa lấp chất trồng vô mà. Thì mình để khoảng 2 tuần lễ hoặc là 20 ngày sau thì lúc đó mình be nó lại rồi mình lấp, thì lúc đó những cái vết cắt, những cái vết thương á, thì nó sẽ khô hết rồi. Thì bây giờ mình hiện giờ mình xử lý những cái vết thương bên trên thì nó vẫn còn ướt này, cho nên mình dứt khoát là không lấp chất trồng nữa các bạn. Mà đồng thời bên dưới mình cũng không tưới luôn, mình để cho chất trồng khô cho đến ngày mà đâm tược đâm chồi nha các bạn. Thì những cái cây mà cái thay vì các bạn treo lên đó, các bạn treo lên thì nó từ từ nó sẽ khô, nó teo mấy cái đầu rễ, tại rễ này rễ non lắm, cho nên nó để 2 tuần lễ nó sẽ khô liền. Đó, trừ trường hợp những cái vết cắt đó, lớn thì lúc đó mình mới phơi, để khi nào nó khô thì mình trồng. Tại vì cái này rễ của bên dưới nó còn y nguyên, là cái rễ cám còn nhiều lắm, cho nên nếu mà mình để 2 tuần thì nó sẽ bị khô các bạn, rồi mình trồng xuống nó phát triển chậm lắm, nó từ từ nó mới phát triển lại bộ rễ, nó tái tạo lại bộ rễ bắt đầu nó mới phát triển. Thì mình nếu mà mình trồng với chất trồng ẩm như vậy thì nó sẽ làm không làm khô cái bộ rễ nha các bạn, rồi bộ rễ nó cũng thì nó, trong chất trồng nó cũng vẫn có hơi ẩm á, thì nó vẫn tái tạo cái bộ, nó vẫn tiếp tục nó phát triển mà nó không có bị nước làm uống thúi thôi, nó không có giữ nước, cho nên là không có sợ bộ rễ nó bị hư đâu các bạn. Chỉ sợ cái vết cắt mà vết thương vừa rồi mình mới xử lý cái rễ thúi á, thì cái chỗ đó mình sẽ không lấp đất vô đó nha các bạn nhé. Đó, các bạn thấy mình vẫn chừa chỗ trống, khoảng trống cắt từ cái rễ xuống mặt đất nha các bạn. Rồi thì cái này mình sẽ để 2 tuần sau mình sẽ be lên. Rồi là các bạn ơi, thì bây giờ nó được 2 tuần rồi. Đó các bạn, thì mình cũng đặt sẵn cái be đó. Các bạn thấy là chất trồng nó từ hôm nọ đến giờ thì mình vẫn để giữ cái độ ẩm ở cái chất trồng thôi, chứ mình cũng chưa có tưới nó nha các bạn. Đó, thì hôm nay nó đâm tược đâm chồi rồi nè. Hôm nay nó phát triển 2 tuần, tại vì cái mấy cái tược non nè các bạn, cái cây nó đang sung á, cho nên là 2 tuần sau là nó bung chồi thì nó bung khỏe lắm. Còn những cái nhánh già thì nó bung chồi thì hơi chậm, chứ còn mấy cái tược nó non thì nó bung lẹ lắm các bạn. 2 tuần lễ mà các bạn thấy là nó đã bung chồi bung tược ở đó rồi. Đó, thấy đã không? Những cái cây mà mình xử lý mà chồi tược của nó đầu tiên mình xả, các bạn thấy là nó đang phát triển khỏe, thì lúc đó mình xả xong rồi nó sẽ đâm tược khỏe lắm nha các bạn. Đó, thì cái chỗ này là hôm nay 2 tuần rồi, nó khô rồi đó các bạn, nhưng mà hôm nay mình be lại, may là nó khô cái mặt cắt rồi là không sao đó, là mình không thấy nó thúi lên nữa rồi nha các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ be nó lại, mình tiếp tục mình chừa cái chỗ khoảng trống cho nó, mình chỉ có lấp bên trên thôi. Đó, bây giờ bắt đầu là mình
chống chọi cho nó được. Tại vì lúc vừa rồi các bạn nó bám có tí xíu rễ bên dưới thôi, cho nên nó yếu lắm. Cho nên là mình chống bên này, mình đỡ bên kia để cho nó đứng vững các bạn. Thì khi mình lấp chất trồng vô thì lúc đó là nó mới yên tâm, là nó mới chắc chắn được. Chứ còn bây giờ là cây nó còn đang yếu, tại vì nó bám có tí xíu ở dưới đất rồi. Thì bây giờ bắt đầu là mình be nó lại nè các bạn nhé. Mình be lại rồi tiếp tục mình vô. Lúc này là mình vô chất trồng ướt ẩm thật nhiều nè. Rồi có thể là mình sẽ tưới dụ nó từ từ luôn các bạn. Mình sẽ tưới kích rễ từ từ cho nó luôn. Nhưng mà mình không tưới nhiều đâu, tại vì tược lá nó còn ít lắm, cho nên là mình cũng tưới nhỏ giọt cho nó thôi. Khi nào mà tược lá của nó mà phát triển khỏe rồi á, lớn lá mà tược nó đâm màu ào lên rồi á, thì lúc đó là cây nó hút nước mạnh rồi, thì lúc đó mình mới tưới nha các bạn nhé. Thì có thể hôm nay mình lấp chất trồng này nó ẩm hơi ẩm nhiều nè, thì có thể 2 ngày sau bắt đầu mình mới tưới kích rễ cho nó là ok các bạn. Hôm nay đó mình lấp trên, mình lấp như vậy là mình đôn cái củ nó lên cao rồi nha các bạn nhé. Thì bộ rễ của nó là từ từ sau này nó sẽ ăn xuống nữa. Cây mình đa số là mình trồng, mình nuôi rễ nó thì mình cứ đôn nó lên cao về các bạn, tại vì cái chậu của nó không có bao nhiêu đó, mình trồng sâu xuống thì thời gian ngắn cái nó lại ăn xuống tới đáy chậu đó. Các bạn thấy cái cây lúc trước là mình không có đôn nó ăn xuống tới đáy chậu rồi, vô tình mình dời tới dời lui cái nó bị thúi, nó thúi rễ các bạn. Thì đó, cái rễ thúi là mình vẫn chừa nha các bạn nhé. Có thể là 1 tuần sau hoặc là 10 ngày sau nữa, lúc mà mình tưới khỏe rồi thì lúc đó mình mới lấp chất trồng lại mình tưới, thì lúc đó là cái vết thương nó là nó khô lắm rồi đó, mình vẫn chừa nha các bạn. Rồi thì cái cây này bắt đầu là hôm nay mình sẽ tưới kích rễ nó vòng vòng bên trên thôi, còn cái chỗ đó thì nó không có đụng chạm đến chất trồng, nó không có sao đâu các bạn. Rồi các bạn ơi, thì cây quái thú của mình đây này. Đó, cây vừa rồi mình xử lý rễ nó bị thúi, mình phát hiện được cái rễ nó bị thúi, mình xử lý mình trồng ngay luôn các bạn. Đó, thì hôm nay các bạn thấy là nó ra khỏe chưa? Thì vừa rồi á, lúc mà nó phát triển rồi mình vô đạm cho nó nhiều quá các bạn, cho nên là hoa nó ra, nụ nó ra bao nhiêu thì nó bỏ nụ hết. Nó chỉ có lo mà nó bắn tược lên không rồi các bạn. Nè, tược lên rồi. Đó, nụ nó ra là nó cứ rụng ra là nó rụng. Thì nếu mà mình muốn cho nó hoa nó không rụng thì mình phải ngưng đạm cứng ngưng bón phân cho nó nha các bạn nhé. Nhất là đạm á, đừng có vô nó. Tại vì hôm mình xử lý xong mình vô cái kích rễ cũng nhiều nè, mình vô đốt 2 cũng nhiều nè, thành thử ra nó dư đạm quá. Đó, các bạn thấy nó phát triển nè, quá khỏe luôn, thành thử ra hoa nó ra bao nhiêu nó cứ teo cái cuống cái là nó bỏ các bạn. Đây là cuống này cũng đang teo bỏ này. Thì vừa rồi nó cũng rụng nhiều lắm mà. Nên giờ nó ra được có mỗi một cái bông, mà cái bông nó giờ cũng đang muốn rụng luôn này. Hoa nó rất là to, hoa 4 lớp. Thì hôm nay mình cũng quay cho các bạn xem luôn. Đó, này nó đang muốn rụng rồi nè. Đó các bạn thấy. Hoa của nó cũng đẹp lắm các bạn. Nhưng mà nó dừa đạm quá cho nên là nó bỏ hoa không à. 1, 2, 4 lớp không, héo rồi. Đây. Rồi thì đó, cái cây này các bạn, hôm đó mình cũng chia sẻ với các bạn là mình thấy lúc đầu tiên đó mình dỡ cái đáy chậu lên thì mình thấy là rễ nó xuống tới đây đáy chậu. Thì như là lúc mà mình để cái mình cứ đưa tới đưa lui nè, di tới di lui xong nó bị dập cái rễ nó bị lòi ra, cái nó thúi lúc nào mình không hay, tại tưới nó bị nước nó thúi. Chiều qua mấy lần sau mình mở lên mình thấy không thấy rễ đó nữa, là mình biết là nó bị thúi nó ăn lên rồi. Thế là mình mới nhổ nó lên mình xử lý nó. Mà cây này bữa hôm mình trồng lại luôn nha các bạn nha. Thì cái rễ này nó bị thúi nè, nó thúi ngay khúc dưới này nè. Đó, nó thúi ngay khúc dưới này nè. Mình nhổ lên mình biết mình thúi, nhưng mà lúc mà mình trồng lại thì mình không có lấp đất vô cái chất trồng nó vô cái chỗ thúi. Cho nên là mình 2 tuần sau bắt đầu mình mới lấp từ từ, mình dụng nó từ từ thôi. Nên là bây giờ nó không sao nha các bạn nhé. Đó, cái này thì
này nó ra cũng xiết rồi nè. Cái chân này thì nó nằm ở bên này, mà tại bên kia nó có một chân này, cho nên mình kéo nó qua bên đó, đó các bạn. Đấy, còn cái mông với đùi nó bị hồi đó bị thối rồi, mà nó lành rồi, hôm nay nó xanh rồi, kéo ra non hết rồi. Đó, cái chân này nó nằm bên kia nha các bạn nhé. Đó, mình kéo nó qua cho nên là mình phải lấy cái ấy mình gịch trở lại nè. Rồi cái này ngày hôm nay chắc mình phải tháo ra rồi, nếu mà nó chắc rồi thôi, nó đinh nó lẫn kiểu như là nó không có hồi nữa thì thôi, nếu mà nó còn hồi lên nữa thì mình lại dằn lại tiếp nha các bạn nhé. Nó cũng đang siết rồi, chắc mình nghĩ là cũng lâu chắc nó hết hồi rồi. Đó thì cái cây này hồi xưa nó cũng chỉ có một cốt lên thôi, mà nó là cái cây sứ đứng nha các bạn nha. Nè, nó trồng đứng mà nó một cốt lên nè, mình xả xong sau nó ra mình cũng sửa rễ cho nó mấy lần này, hai lần này, thì mình lại xả tiếp trên thì nó lại nhân nhánh. Đó thì hôm nay thì nó ra cái cây hình thú nha các bạn nha. Rồi có bộ tán nó cũng tròn dày đẹp. Đó thì mình cũng phải xử lý xếp xả tàn rồi sắp xếp rễ nó thì nó mới ra được cái cây đẹp nha các bạn nhé. Đó, ngày hôm nay là nghiêm chỉnh rồi, hoa của nó này các bạn thấy là nó ra nó cứ bị bỏ này. Có nhiều bạn hỏi mình tại sao nó cứ bị rụng nụ các bạn, thì lý do là mình bón phân cho nó dư đạm quá nha các bạn nhé. Nó cây nó vẫn phát triển khỏe nè, mà hoa nó ra bao nhiêu nó cứ rụng không à, thành thử ra nó là dư đạm nha các bạn. Thì đừng ngừng tưới phân cho nó, thì từ từ là nó hồi cái cây lại, là nó sẽ ra hoa rồi nó hết rụng rồi các bạn. Rồi thì hôm nay mình cũng quay lại cái cây này cho các bạn xem. Đó là cái quá trình mà mình xử lý một cái cây sứ mà nó bị rễ là tới dưới nó bị thúi rễ, các bạn phát hiện được. Thì hôm nay nó phát triển khỏe nha các bạn nhé. Đó thì lúc đầu tiên thì mình cũng nhổ lên mình trồng lại ngay đó, các bạn cũng thấy đó. Nhưng mà cái rễ nó bị thúi là mình, các bạn thấy mình trồng lại ngay nhưng mà mình không lấp cái chất trồng vô đó nha các bạn nha. Thì 2 tuần sau nó cũng khô rồi bắt đầu mình mới lấp, thì mình mới tưới dụng nó từ từ thôi chứ mình không có lấp ngay nha. Cho nên cái cây nó mới được như vậy. Còn nếu mà buổi hôm đó mình lấp chất trồng mà tưới vô cái là cái cây là nó lên đường rồi nha các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi hết video của mình nha. Mình cũng xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe và thành công nha các bạn.